Hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người một sản phẩm của nhà Puma. Bên tay trái mình đây là một mẫu Puma Canven 2.0, là một cái mẫu được ra đời để cạnh tranh trực tiếp với lại đôi không lực 1 trên tay mình. Và nó từ form dáng, chất liệu cho đến mọi vấn đề nó đều dốc rất là giống cái đôi này. Một sản phẩm cực kỳ hay và hãy theo chân mình để tìm hiểu sản phẩm này nha. Việc đầu tiên á là cái đôi giày Canvan này nó được để trong một cái bóc màu đỏ là mình thấy rất là thích luôn. Tại vì mình rất là thích màu đỏ, nó tượng trưng cho sự may mắn. Thì cái bóc màu đỏ này á, nó sẽ được làm bằng hơi màu đỏ nhám chứ không phải là những cái bóc mà màu xanh lá của màu Puma. Thứ hai á là cái đôi này nó được sản xuất vào năm 1980, là khoảng những năm 1980. Và mục tiêu đầu tiên khi mà hãng Puma họ sản xuất ra cái đôi này á, mục đích là để đánh bóng rổ, và cũng gần giống như mục đích của cái đôi Air Force One đầu tiên, là một đôi giày được sản xuất ra để đánh bóng rổ và sản xuất vào năm 1982. Thì đó thật sự là khi mà nó ra mắt đó, nó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lại đôi Air Force One. Nhưng mà kết thúc thì mọi người cũng đã biết, đôi Air Force One trở thành một đôi giày huyền thoại của giới sneaker và gần như ai cũng phải biết và cũng phải sở hữu nó. Thì đôi này thì mình nghĩ là cũng không có nhiều người để biết nó, nhưng mà mình nghĩ sản phẩm này là một sản phẩm rất rất là đáng được gọi là must cop của mọi người, tức là bắt buộc phải có ở trong tủ giày của mình. Và những lý do sau đây sẽ giúp cho mọi người hiểu là tại sao mình nói phải must cop. Thứ nhất á là về giá thành, một cái sản phẩm này có mức giá retail bằng một đôi Hoàng Quan nhưng với mức giá bán chỉ khoảng một phẩy mấy củ khoai lang thôi, 1,890 củ khoai lang, tức là rẻ hơn đôi Hoàng Quan gần một củ khoai lang. Cái điều thứ hai á là về chất liệu da của nó. Chất liệu da của nó mình đảm bảo á là không hề thua kém cạnh một đôi Hoàng Quan nào hết. Da của nó rất là đẹp luôn. Và đặc biệt á, từ đó tới giờ mình luôn có một cái lời khen cho hãng Puma ở chỗ á, là đường kim mũi chỉ của sản phẩm này á rất rất là đẹp, tinh tế. Cái điều thứ ba là cái đôi giày này á, nó là một cái đôi giày bóng gỗ, nhưng mà hãng họ đã cũng đã trang bị những cái công nghệ comfort, cho nên là khi mọi người mang cái đôi giày này á, đi cài ngày cài đêm hoặc là đi học á, đều rất là êm chân luôn. Và khi mọi người mang vô á, sẽ giúp cho mọi người cao thêm khoảng 3 cm. Những cái bộ đế của những đôi giày mà để sinh ra để bóng rổ á, thì nó sẽ có một cái điểm mình rất là thích, đó chính là độ bám đường. Và thứ hai á, là ở dưới đế của nó sẽ có một cái lớp rất là dày, làm cho mọi người đi á, hao mòn rất là ít. Nhưng mà nó có một cái điểm yếu là nó sẽ hơi nặng hơn một cái đôi giày bình thường một chút, thì nó không phù hợp dành cho những người mà thích những đôi giày nặng, mà mình nghĩ nó cũng không quá nặng đâu, nó sẽ nhẹ hơn đôi giày Hoàng Quan đó. Thì cảm nhận lại cuối cùng mình á, là đây một đôi giày rất là đẹp, từ vật liệu cho đến cách phối màu cho đến về giá cũng rất là đẹp, nhưng mà nó sẽ cũng sẽ có một cái điểm yếu á, tính là độ nhận diện của nó, độ chơi của nó. Thì khi mọi người on fit hoặc là mang lên chân á, thì thật sự là cái độ chơi của nó không thể nào bằng một đôi Hoàng Quan được, nhưng mà nó cũng là một đôi rất là đáng để mua luôn. Nếu mọi người quan tâm tới sản phẩm này hãy liên hệ shop nha, hiện tại shop đang có sẵn full size từ 36 cho đến 44, sẵn sàng phục vụ mọi người, ship hàng full box luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của shop ạ. À.